Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma. Vậy là chúng ta đã tới cuối tuần rồi. Cái tuần nghỉ lễ rất là dài hạn luôn. Nam kính chúc cho tất cả mọi người sẽ có một tuần nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình và người thân của mình. Mọi người yêu thương nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam nhé. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người có thể gửi về Gmail nè hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay kể về mẹ ruột của bạn này suốt 10 năm trời sống trong cái cảnh bị người ta thư ếm bùa ngải, ăn không được, ngủ không yên luôn. Mọi người nghe không có làm đâu, suốt 10 năm bị thư ếm. Thì cái câu chuyện này bắt đầu từ năm 2013. Năm đó thì ba và mẹ của bạn là có để dành được một cái số tiền, thì hai vợ chồng mới quyết định là xây lên một cái căn nhà cấp 4. Thì trước khi xây nhà thì ba có đi coi thầy phong thủy. Ba đi coi á, thì ba dẫn mẹ theo luôn. Lúc mà đó là ông thầy này ông mới nói rằng ba rất là hợp tuổi trong năm nay để mà xây nhà. Ấy thế mà mẹ thì lại không hợp tuổi, thì phải làm sao? Thì ba vẫn xây nhà luôn. Bởi vì ba là cái người trụ cột trong gia đình, mẹ không hợp thì có ba mà, đâu có mất mát cái gì đâu. Thì cùng trong cái năm đó thì ba có đi kiếm một cái người thầu xây dựng này. Nghe nói là ông này ông làm cũng được lắm. Vậy mà sau một tháng làm việc với cái ông thầu này thì ba với ổng là xảy ra xung đột. Ba bắt ổng là đập hết toàn bộ cái phần thô của ngôi nhà để mà xây dựng lại. Thì ông này ổng rất là khó chịu, nhưng mà ổng vẫn làm theo lời ba. Ổng đập hết toàn bộ để mà xây nhà. Và sau khi cái ngôi nhà này được hoàn thiện thì những cái bi kịch bắt đầu xảy ra đối với mẹ của bạn. Mẹ của bạn nha, chỉ mới đứng trong cái căn nhà này một chút xíu thôi thì tự nhiên á là đầu óc mẹ quay cuồng. Mẹ rất là mệt và mẹ té xuống, cái đầu đập vào trong cái nền gạch tới mức mà bị tổn thương. Còn em của bạn là bị té ở trong cái căn nhà đó tới mức mà gãy tay luôn. Thì khi này nha, là gia đình cũng rất là tin vào tâm linh, cảm thấy là có điềm gì đó không tốt rồi, thì mới lũ lụt kéo nhau đi coi thầy bói. Thì khi mà đi coi thầy bói thì người ta mới nói là mẹ của bạn bị ếm rồi. Người ta ếm họ tên, ngày tháng năm sinh của mẹ vào chính cái ngôi nhà của bạn luôn. Mà người ta ác lắm, người ta ếm mà người ta ếm vào trong cái cột kèo á, đổ trên cái đà nhà đó. Thậm chí là toàn bộ cái sân của nhà bạn á, là bị rải bùa hết toàn bộ luôn. Và người ta mục đích là người ta ếm mà cho mẹ của bạn là ương ương dở dở, sống không được mà chết không yên. Khoảng thời gian đó là mẹ của bạn là mệt lên mệt xuống, không ăn không uống gì được hết. Đưa đi bệnh viện khám thì bác sĩ người ta còn chửi cho. Người ta kêu rằng là có bệnh gì đâu, bớt giả đò giùm cái đi. Rồi nhà là mời những cái ông thầy về nhà để mà coi coi sao á. Mời tới 4 ông luôn. Ông nào bước tới nhà nha, cũng đều quay đầu bỏ đi hết, đều lắc đầu, kêu là thua thua thua. Thậm chí là nhà của bạn còn mời một cái ông thầy ở bên Campuchia rất là nổi tiếng luôn, mà ổng tới nhà ổng cũng lắc đầu. Ổng kêu trội ác gì ác dữ vậy. Bởi vì người ta ếm nha, mà ếm từ cái nền nhà lên trên cái trần nhà luôn. Ổng cũng bó tay, ổng cũng không biết lại làm sao hết. Trời ơi, lúc khoảng thời gian đó là mẹ của bạn là phải chịu trận nha, mỗi ngày bị hành hạ rất là kinh khủng. Lúc đó thì bạn mới bàn với gia đình người thân á, bây giờ chỉ có nước là bán nhà thì mới cứu được mẹ. Nhưng mà bây giờ bán nhà mà bị ếm bùa thư ngải như thế thì làm sao bán được. Phải mời thầy về cúng kiến giải trừ bớt thì mới dám bán nhà cho người ta. Thì khi đó là nhà bạn là cũng kiếm được một cái ông thầy, ông tới đây để mà ông cúng kiến nha. Thì sau khi mà ông cúng á mọi người, ông chết luôn. Và suốt 7 tháng trời mẹ bạn vẫn phải chịu trận trong cái căn nhà đó, rồi mới bán được nhà. Thì tưởng rằng là bán được nhà rồi thì bệnh tình của mẹ sẽ thuyên giảm, nhưng không, mẹ vẫn không hề thuyên giảm một tí nào cả. Mẹ của bạn cứ ăn vô là ói, ăn vô là ói, dường như là bây giờ là cái vị giác không còn cảm nhận được bất cứ một cái mùi vị nào cả. Cơ thể thì nó cứ đau nhức từ đầu xuống dưới chân luôn, kinh khủng khiếp. Thì cái lần đấy á, sau khi mà bán nhà thì bệnh tình của mẹ đâu thuyên giảm đâu. Thì bạn là hỏi thăm khắp nơi luôn,
cứ ai mà chỉ thầy nào bà nào á là bạn đều chở mẹ để mà đi điều trị hết. Thì cái lần đó đấy là bạn mới chở mẹ đi gặp một cái người thầy ở Long An, nghe nói đâu á là cũng giỏi dữ lắm. Thì khi mà tới nơi hỏi thăm thì cũng biết là cái ông thầy ở Long An này là ông thầy Năm. Trước đây là ông có làm ở bệnh viện Chợ Rẫy đó. Sau này thì về đây á, rồi trị bệnh, rồi coi cho mọi người. Thì xuống đây là trị đâu đó khoảng được 2-3 lần. Cái lần thứ 3 thì bạn nhớ rõ nha, là hôm đó là ông lấy ra một cái ly nước. Trong cái ly nước này là cái nước trà đó. Thì ông bỏ vào trong cái ly nước trà này là một cái lưỡi lam. Rồi ông làm phép như thế nào đó khoảng độ là 10 phút. Thì ông có áp vào trong bụng của mẹ nha. Cái lúc mà lấy ra là tận mắt bạn nhìn thấy là ở trong cái ly á, là nó xuất hiện cái chữ Trung Quốc. Mà cái chữ đó, đó là nó giống như là cái cọng kẽm vậy đó. Còn chữ gì thì thật sự là bạn không biết. Thì sau cái lần đó tưởng là hết rồi, nhưng mà một tháng sau mẹ của bạn lại phải lên bệnh viện để mà cấp cứu. Bệnh tình nó y chang những lần trước. Sau đó là bác sĩ cũng không có điều tra, cũng không có khám ra được một cái bệnh nào cả, cũng trả mẹ của bạn về. Thì khi này là cũng hỏi han tiếp thì người ta chỉ nữa là có một cái ông thầy đó đó là ở Bình Dương, nghe nói là cũng giỏi lắm. Thì bạn lại chở mẹ lên trên Bình Dương để mà gặp cái ông thầy này. Thì bạn nói là cái ông đó ổng rất là già rồi, ổng hơn độ là 80 tuổi, là cái râu với là cái chân mày của ổng là bạc phơ luôn mà nó dài xuống như vậy nè, y chang mấy cái ông ở trong phim Trung Quốc vậy đó. Mà bạn nói là có cái điều á là ở trong nhà của ông này có rất là nhiều những cái đàn anh đàn chị mà xăm mình nha. Cái hôm mà bạn tới á là có khoảng độ là 6-7 người cũng đang chờ như vậy. Mà bạn vừa mới đi ông này là bạn cảm nhận thấy rõ là ông này hình như không phải là thầy chân chính, mà kiểu như là hành tiền vậy đó. Ổng là ông thầy tể kiểu như là bắt thuốc á mọi người. Thì ổng vẽ ra rất là nhiều thứ, rồi ổng hành tiền là ổng vét hết sạch túi của bạn luôn. Thì đi ổng được khoảng độ 1-2 lần gì đó là coi như là nhà là banh tiền luôn. Tại vì ổng đào tiền dữ quá, bạn thấy ổng ổn nên là thôi cũng từ bỏ ổng luôn. Thì sau đó lại tiếp tục được giới thiệu một người thầy ở Tây Ninh. Nói chung là bây giờ là còn nước còn tát thôi, chứ bạn cũng chẳng biết phải làm sao. Mỗi lần mà gặp cái người thầy này á là tốn đâu đó khoảng độ là 500 ngàn luôn. Phải mua đồ để mà cúng nè, rồi mua trái cây nhang đèn. Thì khi mà lên trên Tây Ninh chữa thì cũng được một thời gian là mẹ cũng bớt. Nhưng mà sau đó là bệnh tình của mẹ cũng tái phát. Rồi bạn mới nói á, gọi điện thoại cho cái người thầy đó. Người ta vui á thì người ta bắt máy, còn người ta không vui á là người ta không có quan tâm luôn. Rồi cứ mỗi lần cứ phải đi đi về về như vậy á, tốn rất là nhiều tiền và chi phí. Bạn nói khoảng thời gian đó tiền bạc không phải là chuyện để nói, nhưng mà cái sức khỏe của mẹ là cái vấn đề quan trọng nhất. Bởi vì mẹ ăn không được đó mọi người, nên là người mẹ của bạn là ngày càng nó ốm lại, giống như là một bộ xương di động vậy đó. Rồi nhìn chẳng khác nào là cái người mà bị bệnh nan y lâu năm. Da dẻ thì nó cứ xanh xao, tóc thì nó cứ chẻ ngọn, rồi nó cứ sơ sát tiêu điều. Nhìn bản thân của bạn nè, là con ruột mà nhìn mẹ của bạn, bạn còn thấy sợ thì nói chi là người ngoài. Rồi khi mà lên trên lại Tây Ninh á, thì những cái người ở đó, ông thầy ở đó đó, người ta lại dẫn mẹ qua núi Cấm An Giang để mà chữa bệnh. Rồi kêu mẹ mua những cái tượng Phật về nhà thờ rất là nhiều, nhưng mà cũng chẳng đi tới đâu cả. Thì cho tới một cái lần đó nha, là bạn có đi thăm một cái người bà con. Thì cái người bà con này của bạn á cũng vừa mới trị hết bệnh về luôn, thì mới nói rằng là thôi thử đi cái ông thầy đó đi. Cái ông thầy đó vốn là cho người ta nhập xác nha, trị bệnh. Thì bạn nói thiệt là từ nhà bạn lên trên nhà của ông thầy đó là 300 cây số, nhưng mà bạn vẫn đi. Thì bạn chở mẹ lên trên chỗ đó, thì cái ông thầy được nhập xác này á, ổng kể lại hết toàn bộ mọi chuyện trong gia đình của bạn luôn. Thì cái ngày đó đó là được 10 năm rồi mọi người. Nam kể ở đây á rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà bạn nói là trong khoảng thời gian đó là mẹ bạn đã tốn hết 10 năm để mà đi trị bệnh. Mỗi lần như vậy á, không phải muốn gặp thầy là gặp được đâu. Tại vì á rất là khó khăn, phải tìm hiểu rồi nhờ người này người kia hỏi thăm. Thì 10 năm trời mẹ của bạn mới tới gặp được cái ông thầy này. Thì ổng kể lại hết trong 10 năm đó là mẹ gặp những ai, rồi trị bệnh như thế nào, rồi thờ cúng những gì nha.
là bạn vừa mới nghe là bạn biết thôi, đúng rồi, đây là cái người mà mình cần phải tìm. Thì đúng thật, mẹ của bạn ở lại nhà ông này 4 ngày. Thì sau 4 ngày mẹ bạn hết bệnh. Lần đầu tiên trong 10 năm mẹ bạn ăn được một cái bữa cơm ngon. Bạn nói là bạn rớt nước mắt luôn. Mẹ bạn với bạn là ôm nhau khóc quá trời là khóc. Cái ông thầy này ổng rất là tốt, là bởi vì ổng không có nhận tiền, kiểu như là muốn cúng bao nhiêu thì cúng, tùy tâm. Thì bạn mới chợt nhận ra, à, số phận của cuộc đời là như thế, duyên nghiệp nó tới rồi nó cũng đi thôi. Kiểu như là gia đình bạn cố gắng ăn ở có đất đi, thì tới một lúc nào đó ông trời có mắt thì tự động là sẽ tìm được một cái người thầy nào đó để mà có thể giải cho mẹ của bạn. Đôi khi những người thầy trước không phải là người ta không tốt hay là người ta không giỏi gì, nhưng mà chưa đủ duyên, đủ số, chưa đủ năng lực để mà có thể giải trừ đi những cái vấn đề này. Khép lại cái câu chuyện hồi nãy, thì bây giờ tới cái câu chuyện này là của bạn Trân. Thì bạn mới kể bạn là con gái, nhưng mà cái tính của bạn giống như đàn ông vậy đó. Bạn ương bướng, bạn hay cãi lại lời cha mẹ lắm. Thì vào cái đợt đấy thì bạn có cãi lộn với ba mẹ rất là lớn. Thì bạn mới quyết định là bỏ nhà ra đi luôn. Cái lúc mà bạn bỏ nhà ra đi thì trong người của bạn có vỏn vẹn là 2 triệu thôi. Thì bạn đi như vậy á, thì bạn mới quyết định là thôi bây giờ là bạn sẽ thuê một cái phòng trọ nào đó bạn ở, rồi bạn sẽ đi kiếm việc làm. Thì bạn đi khắp nơi thì bạn cũng kiếm được cái phòng trọ này. Thì theo như mà bạn kể là cái chị chủ nhà là không cần bạn bỏ tiền đặt cọc, chỉ cần là đóng tiền mỗi tháng thôi. Thì bạn thuê cái phòng trọ đó là 700 ngàn. Cái lúc mà bạn bàn bạc xong hui á, là cái bà chủ trọ là có đưa cho bạn cái chìa khóa của cái phòng số 10. Thì bà cũng có nói luôn là cái phòng số 10 này là trước đó là có người ta thuê rồi, người ta dọn đi, nhưng mà người ta chưa có kịp là dọn dẹp đồ đạc. Bây giờ là bạn vào trong đó bạn ở đó, thì có đồ đạc của người ta bạn cứ để như vậy đi, rồi sáng ngày mai là người ta sẽ cử người tới để mà dọn. Thì bạn cũng đồng ý ok luôn. Thì bạn vào bên trong cái phòng đó, bạn bật điện lên thì bạn thấy, à đúng là còn nhiều đồ lắm. Có cái quạt máy nè, rồi những cái đồ linh tinh, với lại là cái nồi cơm điện. Thì bạn nói thiệt là ngày hôm đó bạn mệt quá nên là bạn nằm xuống bạn ngủ luôn. Thì bạn ngủ rất là ngon nha. Cái lúc đó ấy, trước khi mà vào phòng này thì quên mất có một cái chi tiết là có những cái người xung quanh á, thì người ta mới nhìn thấy bạn lạ, người ta mới hỏi rằng là ủa, tới thuê phòng trọ hay làm gì vậy. Thì bạn mới nói rằng là à dạ, em ở dưới quê mới lên, em lên đây để kiếm việc làm để mà phụ giúp cho ba mẹ dưới quê đó. Thì người ta nghe vậy người ta cũng gật gù thôi. Tới sáng ngày hôm sau thì bạn mới quyết định là bạn đi kiếm việc làm. Thì bạn có nhắn tin cho cái người chủ trọ đó, thì bạn mới nói rằng là à chị ơi, là em để cái chìa khóa ở ngay cái bồn cây kế bên cái phòng nè, thì nếu như mà ai mà tới để mà mở cửa phòng này để mà vào bên trong để mà dọn dẹp đó, thì lấy chìa khóa ở ngay đây giùm em. Rồi bạn có nói với lại là chị chủ ấy, mới nói là chị ơi, với lại nếu như mà người ta dọn dẹp mà những cái đồ đạc ở trong cái phòng đó đó người ta không dùng thì để lại cho em, đặc biệt là cái quạt á chị, em cần quạt dữ lắm. Thì bà chủ bà cũng ok luôn. Nguyên một cái ngày hôm đó bạn đi như vậy tới chiều thì cái bà chủ này bà mới nhắn tin cho bạn. Bà mới kêu rằng là em ơi, là cái phòng số 2 trong cái dãy trọ của chị á, là ba chị kêu rằng á là bỏ trống, thôi thì em dọn qua cái phòng số 2 em ở đi, em lấy cái ổ khóa của cái phòng số 10 á, em gắn vào trong cái ổ khóa phòng số 2 nha. Thì nói thiệt là bạn cũng không có quan tâm nhiều, ở phòng nào cũng được. Thì khi mà bạn quay trở về là bạn mở cửa phòng số 10, bạn lấy đồ của bạn đi qua phòng số 2. Cái lúc mà bạn đi qua phòng số 2 á, là những người trong dãy trọ này người ta bắt đầu người ta nhìn bạn, rồi người ta sầm xì to nhỏ, người ta nói chuyện với nhau. Cái lúc đó thì bạn cũng nghĩ rằng là à, mấy cái ông chú tối hôm qua nói với mọi người là bạn mới tới đây làm việc, rồi người ta thấy bạn nên là người ta nói chuyện vậy thôi, chứ không có gì đâu. Thì khi mà bạn vào cái phòng số 2 này á, thì bạn cũng dọn dẹp, rồi bạn cũng đi ngủ. Ngày hôm đó bạn mệt quá nên là bạn ngủ một giấc rất là ngon, không có chuyện gì. Tới sáng ngày hôm sau nha, thì bạn cũng có đi tìm việc làm. Thì bạn may mắn là bạn gặp được cái chị này là ở trong cái dãy trọ luôn, là chị Như. Thì cái chị Như này á, là có giới thiệu việc làm cho bạn, kiểu như là cái công ty đó là xin á, là vào làm được liền thôi, chứ không có cần giấy tờ gì nhiều. Thì bạn rất là mừng luôn. Tới chiều tối ngày hôm đó
thì bạn mới bắt đầu suy nghĩ, bạn mới nhớ tới những cái câu chuyện tâm linh ma ở trong những cái dãy phòng trọ đó. Thì người ta thường hay nói á, là nếu như mà thuê phòng trọ là phải cúng kiến, mà bạn nói thiệt là lúc đó ở trong người của bạn còn rất là ít tiền luôn, bạn phải phòng hờ tiền để mà có những cái trường hợp bất cập xảy ra, đúng không? Đâu thể nào mà mua đồ về cúng kiến liền được đâu. Bạn nói lúc đó bạn nghèo tới mức mà bạn phải mua cái gói mì gói mà bạn chia ra làm đôi để mà bạn ăn. Một nửa là bạn ăn tối, một nửa là bạn dùng để ăn sáng. Thì sáng ngày hôm đó nha, thì bạn phải đi làm, tới chiều tối thì bạn mới quay trở về cái phòng số 2 này. Lúc mà bạn vừa mới mở cửa, bạn bật đèn lên thì bạn hết hồn. Tại vì ngày hôm trước là bạn đã dọn dẹp cái phòng này tươm tước hết rồi. Nhưng mà bây giờ bạn nhìn thấy là có những cái dấu chân nha, nó lằn từ ở dưới cái thành tường đi lên trên cái trần nhà luôn. Cái dấu chân đó giống như là chúng ta đạp vào trong một cái vũng nước sình đó mọi người, rồi mình đi lên trên mặt đất thì nó sẽ in những cái dấu chân đó. Đằng này nha, tại sao cái phòng của bạn đã dọn dẹp rồi nó lại có những cái dấu chân như thế? Hay là do nó có lâu rồi mà bạn không để ý? Thì bạn vẫn cố gắng bạn trấn an bản thân, rồi bạn mới đi vào trong nhà vệ sinh bạn tắm rửa. Cái lúc mà bạn tắm rửa ra một cái nhà là bạn thấy là những cái dấu chân đó nó nhiều hơn hồi nãy luôn. Và quan trọng là những cái dấu chân này nó in nó hẳn từ ở trên thành tường đi thẳng tới ngay cái cửa nhà vệ sinh của bạn. Lúc đó là một cái cảm giác lạnh toát cả người và sợ rừng rừng chạy từ trên đầu xuống dưới chân của bạn. Bạn mới nói thật là lúc đó bạn không có biết gì về kinh Phật để mà đọc, để mà tự trấn an bản thân của mình, nên đâm ra là phải chịu trận luôn. Công nhận bạn lặng gái nhưng mà bạn cũng lì lắm, bạn không có biết phải đi đâu về đâu, nên là bạn phải bấm bụng để mà ở lại cái phòng trọ này. Nhưng mà trong lòng của bạn đã có một cái cảm giác rất là bất an, và bạn biết chắc chắn rằng là cái phòng này nó có vấn đề rồi. Thì tối hôm đó bạn không ăn, bạn đi ngủ luôn. Bạn đi ngủ để mà cho nó qua hết mọi chuyện đó. Thì bạn nói thiệt là bạn không có gối mền gì cả. Cái gối đầu của bạn chỉ là mấy cái áo xếp lại, rồi bạn dùng cái áo khoác bạn phủ lên thôi. Thì tối hôm đó bạn nằm ngủ, thì bạn đang ngủ như vậy thì bạn cảm thấy là nhột nhột ở ngay cái lòng bàn chân á, giống như là ai lấy tay á, cù lét vào vậy. Thì bạn mới hí mắt ra bạn nhìn, thì bạn nói hỡi ơi luôn, lần đầu tiên nhìn thấy ma. Bạn thấy ở dưới chân của bạn là có một cái người đàn ông, mà cái người đàn ông này ốm nhơm nhách, da bọc xương. Mà cái hõm mắt của mọi người, cái hõm mắt gì này nè, nó không có tròng trắng, nó chỉ là một cái lỗ đen hõm sâu vào thôi. Mà cái miệng của người này nè là nó to giống như là một cái tô vậy đó, mở miệng ra hết cỡ cười với bạn. Thì bạn nói lúc đó là bạn chỉ muốn là bạn xỉu cho bạn không còn biết gì nữa hết. Nhưng mà bạn không xỉu được thì bạn hoảng quá cũng không la được luôn. Thì bạn mới nhắm mắt lại, rồi bạn mới tự nói trong lòng là tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết. Thì cái lúc mà bạn nói như vậy đó, bắt đầu là trong tai của bạn truyền tới một cái âm thanh. Cái âm thanh này là giọng nói nó rất là kinh khủng, nó cứ ồ ồ rồi nó vang giống như là từ ở cái cõi âm ti gì đó. Thì cái người đó mới nói như vậy nè: không phải một mình tao đâu, còn nhiều lắm, từ từ mày sẽ được gặp tụi nó thôi. Đỉnh điểm lúc đó thì khỏi nói rồi, bạn ngất xỉu luôn. Tới khi mà bạn tỉnh dậy là trời đã sáng rồi. Bạn mở cửa phòng ra thì bạn gặp được chị Như, cái chị ở chợ gần đó đó. Thì chị nhìn thấy là sắc mặt của bạn là tái nhợt luôn. Thì chị mới vội vàng, chị mới hỏi rằng: ủa em bị sao vậy? Hôm qua bộ làm mệt quá hay sao mà bữa nay nhìn em thấy ghê vậy, tiêu điều quá luôn rồi đó. Thì khi đó là bạn chưa có kể, bạn mới nói với chị này rằng là: dạ tại hôm qua hả, em ngủ trễ quá nên là em mới mệt vậy thôi, chứ không có gì đâu chị. Thì chị này chỉ nhìn như vậy, chị mới gật gù rồi chị mới đi. Chị mới kêu: thôi có gì em chuẩn bị đi rồi, lát nữa đi làm nữa. Tới khi mà bạn đi làm rồi, tới buổi trưa thì bạn đi ăn trưa thì bạn gặp được cái chị này. Bây giờ là bạn muốn là sẽ hỏi chuyện chị luôn, nhưng mà hỏi theo kiểu là mồi thôi đó. Thì bạn chưa kịp hỏi thì chị này mới đặt vấn đề với bạn. Chị mới hỏi rằng là: em ở trong cái phòng số 2 đó, em có thấy ổn hay không? Thì bạn vừa mới nghe cái câu đó là bạn biết là có chuyện rồi. Nhưng mà bạn phải đánh lạc hướng, bạn hỏi kiểu là mồi chài thôi. Bạn mới nói: em ở cũng bình thường, bộ có chuyện gì hả chị?
Thì khi mà nghe như vậy là cái chị này chị mới thôi luôn. À không có gì thôi, không có gì đâu, chị chỉ hỏi vậy thôi. Thì bạn nghe như vậy thì bạn cũng cười trừ thôi, chứ bạn cũng không biết nói gì nữa. Cho tới buổi chiều bạn đi làm về thì bạn nói thiệt là bạn không muốn vào trong cái phòng đó. Nhưng mà bây giờ biết đi đâu về đâu đây. Thì khi mà bạn mở cửa phòng này, bạn bật đèn lên á, thì bạn thấy những cái dấu chân nó vẫn còn y nguyên luôn. Nhưng mà lần này ở trên tường nha, nó lại xuất hiện những cái vết móc. Cái bạn cũng thấy lạ, mới ngày hôm qua hôm nay tại sao lại có những cái vết móc. Thì bạn mới lấy tay bạn cậy những cái vết móc đó, thì nó rớt xuống mọi người. Ở đằng sau cái lớp móc đó hiện lên hình ảnh của một cô gái. Bạn nói trời ơi, ba chân bốn cẳng bạn chạy khỏi cái phòng này. Rồi bạn mới suy nghĩ sao đó, bạn mới đi vào trong cái tiệm tạp hóa, bạn mua băng keo. Bạn quay trở về phòng nha, bạn lấy cái lớp mà móc nó rớt xuống á, bạn ịnh lên, rồi bạn lấy băng keo bạn dán lên trên đó. Rồi tối hôm đó là bạn này vẫn ngủ lại cái căn phòng đấy. Trời chân ơi, nói thiệt nha, là anh bái em làm sư phụ luôn, sao mà em đủ mạnh mẽ dữ vậy. Thì tối hôm đó là bạn ngủ khoảng độ tới 3 giờ sáng, tự nhiên bạn bị giật mình tỉnh giấc luôn. Cái lúc mà bạn tỉnh giấc rồi thì bạn ngủ lại không được. Rồi bạn nhìn cái căn phòng này sao bạn cảm thấy ớn lạnh làm sao đó. Thì bạn mới quyết định là đi ra khỏi phòng, bạn ra ngoài cái băng ghế đá bạn ngồi luôn. Thì bạn ngồi một hồi là mũi nhiều quá nó cắn bạn, nên là bạn mới đứng dậy á, bạn đi ra đi vô một hồi. Thì bạn mới nhìn thấy là ở những cái chậu cây á, của những cái nhà đó đó, tự nhiên có một cái đu chân xuất hiện. Và cái đu chân này đầy lông lá luôn. Mà cái điều kinh khủng ở đây là chỉ thấy chân thôi, chứ không thấy cái phần trên. Mà lúc đầu là cái mũi chân nó hướng ở cái hướng ngược lại bạn, nhưng mà dần dần là cái mũi chân nó hướng về phía bạn, rồi nó đi về phía bạn luôn. Bạn sợ quá, bạn mới vội là bạn chạy thẳng về trong phòng của mình. Thì bạn vừa mới chạy vào trong phòng là bạn thấy có một cái người đàn ông với một nửa thân mình còn lại đang bò ở dưới cái nền đất, nhìn về phía bạn, bò tới phía bạn. Trời ơi, bạn sợ quá trời là sợ luôn. Thì bạn mới giật mình một phát. Từ hồi nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ. Lúc đó thì bạn mới lết cái thân mệt mỏi của bạn á, bạn mới nói vào không trung đại luôn. Bạn mới nói rằng á, là tôi á đâu có làm gì mấy người đâu, mà sao mấy người cứ hù nhát tôi vậy, làm ơn á buông tha cho tôi đi, tôi khổ lắm rồi. Sau đó là bạn đi ra khỏi phòng, rồi bạn đi làm luôn. Cho tới chiều tối bạn quay trở về phòng nha, thì bạn mới nhìn thấy á là những cái vết dấu chân với lại là vết mà ố ở trên tường nó hoàn toàn biến mất rồi. Thì lúc đó bạn vui lắm, bạn mới nghĩ trời ơi may quá, những người này á, người ta nghe được mình nói rồi hả, người ta hết hù nhát mình rồi. Thì bạn mừng quá, bạn vẫn ở lại trong cái phòng đó. Rồi tối đấy bạn ngủ, thì bạn đang nằm ngủ thì bây giờ lại gặp chuyện. Cái vía của bạn lúc này là bạn có một cái cảm giác là ai đó đang nhìn bạn ở trên giường. Tới khi mà bạn thật sự là mở mắt ra thì má ơi luôn, bạn thấy là có một cái bóng đen đang ngồi ở trên bụng của bạn, và một cái bóng đen khác nó đang đứng ở gần cái xe của bạn nha. Mà cái bóng đen nó dần dần hiện ra hình ảnh của một người phụ nữ. Thì lúc đó là bạn nói thiệt là bạn không có biết những cái gì về kinh Phật hết, nên là bạn chỉ có khóc thôi. Bạn khóc quá trời khóc, bạn mới kêu là tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Thì cái bóng đen nó dần dần đi tới, rồi đưa sát cái mặt vào nói với bạn như vậy nè: tụi tao có làm gì mày đâu mà mày sợ hả? Tại vì á, tụi tao không có thích mày ở trong nhà của tụi tao. Mày ở mà mày không biết điều, mày không xin phép tụi tao, mày cũng không biết cúng kiến gì hết trơn á đó. Thì khi mà bạn nghe như vậy là bạn vẫn trả lời được nha. Không biết, bạn nói thiệt lúc đó bạn không biết là bạn nói chuyện bằng miệng của bạn hay là bạn nói bằng cái tâm trí não nữa. Bạn mới nói rằng là bạn đâu có biết mấy cái điều này đâu, mà bạn cũng không có tiền để mà cúng kiến nữa, làm ơn buông tha cho tôi đi. Thì lúc này là cái giọng nữ đó mới hét vào trong tai bạn, mới nói á: mày đi ra khỏi nhà tao, tao giết mày chết. Thì sau đó là bạn bất tỉnh luôn. Tới khi bạn tỉnh dậy nha, thì nói ơi trời ơi, kinh khủng khiếp. Bạn thay đồ rồi bạn leo lên trên xe, bạn chạy ra khỏi vòng này. Thì cái lúc mà bạn vừa mới chạy ra khỏi đầu hẻm đó, thì từ ở đâu một chiếc xe của một cái thanh niên đi rất là nhanh, tông trực diện vào bạn luôn.
bạn bay ra, bay khoảng độ 1-2 mét gì đó, là người của bạn là say sẩm mặt mày ê ẩm. Trong cái lúc mà nửa tỉnh nửa mê như thế, là bạn nghe rõ mồn một là cái giọng của cái người mà nói chuyện tối hôm qua nha. Nói như vậy nè: tại sao mày không làm cho nó nát bét luôn đi? Tao muốn bắt nó, tao muốn bắt nó làm nô lệ cho tao. Rồi sau đó là bạn không còn có một cái cảm nhận gì nữa cả. Tới khi mà bạn tỉnh dậy nha, là bạn nhìn thấy ba mẹ của bạn ở kế bên rồi. Trời ơi, khóc quá trời là khóc luôn. Khi này là bạn rất là ân hận, bạn rất là hối lỗi. Bởi vì những cái việc mà bạn đã gây ra khi mà gây lộn ba mẹ rồi bỏ nhà đi, để bây giờ là bạn bị như vậy. Thì cuối cùng những người mà ở bên cạnh của bạn là ai? Là chỉ có thể là ba mẹ của bạn thôi. Thì nhà của bạn ôm nhau khóc, rồi bạn mới bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho ba mẹ của bạn nghe. Thì ba mẹ của bạn nghe xong rồi mới nói: rồi thôi chết rồi con ơi, vậy là bây giờ gặp chuyện tâm linh rồi. Bạn nói là những cái lời mà bạn chia sẻ với ba mẹ lúc đó giống như là những cái lời trăn trối cuối cùng vậy đó. Bởi vì bạn nghĩ rằng đụng tới tâm linh là thôi tiêu rồi, là bây giờ là có nước là dông mạng thôi. Bởi vì là cái người đó muốn bắt bạn cho bằng được mà. Mẹ của bạn với ba bạn mới nói: thôi yên tâm đi con ơi, bây giờ là mẹ nghe nói là bà ngoại biết không, thầy này rất là giỏi, rồi bây giờ là phải đưa con về ngoại để mà nhờ ngoại tìm cái ông thầy đó giúp cho con. Bởi vì bạn mới bị xe tông mà, đâu phải muốn đi về là về được đâu, bạn phải ở lại bệnh viện để mà điều trị. Thì khi mà bạn ở lại bệnh viện là khoảng độ một tuần nha, thì cái buổi sáng ngày hôm đó là mẹ của bạn gấp gáp là dọn dẹp quần áo của bạn rồi mọi thứ để mà dẫn bạn về ngoài. Thì bạn mới hỏi mẹ là làm gì mà mẹ gấp gáp như vậy. Thì mẹ bạn mới kể là tối hôm đó nha, là mẹ bạn ngủ thì có một cái giọng nói văng vẳng vào bên tai của mẹ, nói với mẹ như vậy nè: là mẹ ơi nhanh chóng là đưa em con về ngoại ngay lập tức đi, tại vì tụi nó dữ lắm rồi, con là con yếu lắm, con không cản tụi nó lại được nữa đâu. Thì mẹ mới giật mình tỉnh giấc luôn. Cái ngay lập tức là sớm đó là mẹ dọn đồ đưa bạn về luôn. Thì bạn nghe là thôi bạn tin luôn, thôi không cần biết là ai chỉ dẫn hay ai nhắc nước gì hết, bây giờ cứ đi đi. Thì khi mà đi về nha, là ngoại là cũng đưa bạn với lại là mẹ của bạn á, là đi qua nhà của ông thầy đó. Thì khi mà đi qua nhà của ông thầy là gặp cái ông thầy đó. Nhưng mà kế bên ông thầy này á, là có một cái anh, ảnh cũng khá là trẻ và đẹp trai luôn. Thì bạn mới nghe ông thầy này ông nói phân tích kiểu như là cái anh này là để cho nhập xác. Thì bây giờ thầy sẽ cúng kiến để mà gọi những cái vong hồn đó lại đây, để mà nhập vào, để mà hỏi mọi chuyện cho ra lẽ là tại sao lại hại bạn như thế nha. Thì cái anh đó là anh mới ngồi xếp bằng lại, anh chắp tay lại. Thì thầy mới bắt đầu làm phép. Một hồi tự nhiên anh này anh đổi tư thế, là từ ngồi xếp bằng ảnh ngồi chồm hổm lên luôn. Cái bạn nhìn cái tư thế mà anh này ảnh ngồi chồm hổm một cái một là bạn nhớ lại liền, bởi vì nó rất là quen với bạn. Đó là cái hình ảnh đầu tiên mà bạn nhìn thấy ở trong cái căn phòng trọ mà bạn ở. Khi đó thì thầy mới hỏi là làm sao mà lại ám rồi hại bé này. Thì khi này cái anh mà bị nhập xác rồi đó mới nói như vậy nè: cái con bé này nè, nó vào trong nhà tao nó ở, mà nó không biết cúng kiến, nó không biết xin một điều gì cả, thì tao phải trừng trị nó. Lúc này thì ông thầy ông mới phân tích, ông mới kêu: trời ơi, con bé này á, nó còn trẻ người non dạ, nó đâu có biết cái gì đâu, thôi thì bây giờ là tha cho nó đi, rồi có gì á là nó sẽ cúng kiến để mà trả lễ, chứ mất công làm như vậy thì tội nghiệp nó lắm. Thì ông thầy ông thuyết phục một hồi á, là cái vong hồn mà nhập vào trong người của anh đó cũng đồng ý nha. Nhưng mà lúc này từ ở phía ngoài nha, có một cái tiếng hét. Thì có một cái bà ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, bà chạy vào trong nhà, bà mới hét lên. Bà mới nói như vậy nè: không, tao không chịu, tao muốn bắt con nhỏ này làm nô lệ cho tao. Sau đó là bà mới lao vào trong người của bạn bóp cổ luôn. Thì không biết bà này là ai, tự nhiên bà lao vào bà bóp cổ như vậy. Thì bà ngoại mới chạy vào, bà ngoại mới lôi ra, bà ngoại kêu: trời ơi, hả, bà là ai, bà là ai mà sao lại bóp cổ cháu tôi. Là bắt đầu giằng co nha. Bạn lúc đó là bạn đớ người luôn, bạn không biết cái gì cả luôn. Thì ông thầy này á, ông mới nhanh chóng là ông mới lấy ra mấy cành dâu, rồi ông mới lấy nước ở trên bàn thờ, ông tưới lên trên cái cành dâu, ông quất vào trong cái người của bà đó. Thì quất 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 là cái bà này bà văng ra. Thì mới hỏi là ai vậy. Thì bà mới nói là tao nè, tao á
là con gái của cái người mà vừa mới nhập vào anh đó đó. Thì tao là muốn bắt con nhỏ này cho bằng được luôn. Thì thầy là đâu chịu đâu, thầy mới vào là đánh. Thì đánh một hồi là bà này bà cũng xỉu luôn. Thật sự quá là kinh khủng luôn. Thì khi này á, là thầy mới nói với bà ngoại, với nói với bạn á, là thầy không giải quyết được. Bởi vì thầy cũng lớn tuổi rồi, thầy không đủ khả năng mà có thể đấu lại cái vong đó. Rồi thầy mới kêu á, là bà ngoại đưa bạn về nhà để mà kiếm một người thầy khác. Trong lúc đó thì thầy có đưa cho bạn một cái lá bùa, rồi kiểu như sơn bùa cho bạn đeo vào trong người đó. Thì kêu bạn là đeo cái này đi thì nó đỡ được một phần nào. Sau đó đó là bạn về nhà. Mà cái vết thương của bạn khi mà bạn bị tai nạn đó, trong cái khoảng thời gian đó nó không lành nha mọi người. Nó cứ hả mưng mủ lên. Rồi bạn nằm ở nhà là bạn cứ bị sốt ly bì khoảng độ là một tuần như thế. Bạn nói thiệt là đó là một cái khoảng chuỗi thời gian bi kịch trong cuộc đời của bạn. Thì cái ngày hôm đó bạn quá là mệt mỏi, thì bạn mới lê cái tấm thân mà mệt đau đớn của bạn đi ra đằng trước nhà bạn ngồi để mà bạn hóng gió hóng mát đó. Thì lúc này là có một cái ông chú đi ngang. Thì cái ông chú này ổng bán nhang, ổng mới đi tới bạn, ổng mới mời bạn mua nhang. Thì bạn không biết làm sao, bạn cũng mua luôn. Bạn mua cho cái ông chú này một bó nhang. Thì lúc đó đó, cái ông chú này ổng mới nói với bạn như vậy nè: bị nặng lắm rồi đó nha. Cái ông chú này mới móc từ trong túi ra nha 4 cái lá bùa màu đỏ, kêu bạn là gắn ở ngay 4 cái góc phòng. Rồi lấy tiếp ra một cái lá bùa màu đen. Ở trên cái lá bùa màu đen đó là có ghi rất là nhiều những cái chữ mà ghi bằng mực màu đỏ, kêu bạn là đốt cái lá bùa này để mà uống. Rồi ổng bỏ đi. Bạn lúc đó là như vậy nè mọi người, bạn chân hẳn luôn, bạn không hiểu gì hết. Ủa là sao tự nhiên người này nói gì vậy? Nhưng mà khi mà bạn bình tĩnh lại, bạn mới quyết định là vẫn làm theo lời của cái người đó. Bạn lấy 4 cái lá bùa màu đỏ mà đã đưa đó, là bạn bỏ 4 cái góc phòng. Nhưng mà tới khi mà bạn cầm cái lá bùa màu đen á, bạn tính bạn đốt uống á, thì tự nhiên cái gì bạn sợ làm sao đó, bạn không dám làm. Rồi bạn cũng bỏ lại, bạn để im đó, bạn không làm gì hết. Thì trong lúc mà bạn mệt quá, bạn có nằm ngủ á, thì bạn mới nhìn thấy là loáng thoáng một cái bóng người ở trước cửa nhà. Cái vía bạn thấy vậy đó. Thì cái người này mới nói với bạn như vậy nè: em ơi, cứ làm theo lời của cái chú đó nói đi, không sao đâu, không sao đâu. Tới khi mà bạn giật mình tỉnh giấc thì bạn cảm thấy là rất là yên tâm. Bạn mới quyết định là bạn đốt cái lá bùa đó bạn uống. Rồi bạn kể lại hết mọi thứ cho mẹ của bạn, gia đình của bạn nghe. Thì mọi người tin không, chỉ trong vòng 2 ngày thôi thì cái vết thương của bạn nó khô trở lại. Và mãi sau này bạn mới biết nha, là trước khi mà có bạn là mẹ của bạn là từng bỏ thai một lần rồi. Thì đó là một cái người con trai. Thì bạn mới chợt nhận ra, à, cái người mà bảo vệ bạn bao lâu nay và cái người mà đã tìm người tới để mà giúp đỡ bạn chính là anh trai đã mất trước đó của bạn. Và tất nhiên khoảng thời gian sau á, thì bạn Chân này sống rất là yên bình luôn. Thật ra cái câu chuyện này của Chân rất là hay luôn á mọi người. Nhưng mà tại vì Nam đang bị đau bụng á, Nam kể một hồi là cái cơn đau nó quặn lên, cái mình phải tắt máy. Đâm ra là Nam kể chuyện ngày hôm nay á, là cái giọng của Nam nè, cổ họng của Nam cũng rất là đau và bụng thì cũng đau nữa, nên nói chung là kể nó không có được suôn sẻ và không có được hay cho lắm. Và Nam cũng phải tóm tắt và kể lướt rất là nhiều chi tiết, nên là mong là mọi người thông cảm bỏ qua nha. Và đó là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay Nam muốn gửi đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Mọi người thấy sao về câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.